Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì mình tên Kiều Trang. Hôm nay thì mình rất vui tiếp tục chia sẻ chủ đề số 400. Thì cái chủ đề hôm nay mình cung cấp cho các bạn là 55 từ và các câu nói tự nhiên, tùy ý, trời di còn còn túng quả, người Hồng Kông hay dùng. Rồi, chúng ta bắt đầu. Từ vựng tịch sổi. Tịch sổi có nghĩa là giọt nước hay là giọt. Tịch có nghĩa là giọt, hay nhỏ giọt là tịch. Tịch sổi là giọt nước hay là dột. Rồi mình thí dụ chỗ này mưa dột dữ dội, chúng ta nói như thế này: ní tù lọt dựa tịch sổi hữu kình. Ní tù lọt dựa tịch sổi hữu kình. Thì hữu kình là cái gì đó dữ dội ha. Cái gì đó dữ dội là hữu kình. À, tịch sổi là dột, lọt dựa là mưa. Lọt dựa tịch sổi có nghĩa là mưa dột. Ní tù là chỗ này. Chúng ta cùng nhau đọc lại: ní tù lọt dựa tịch sổi. Ní tù lọt dựa tịch sổi có nghĩa là chỗ này mưa dột. Ní tù lọt dựa tịch sổi hữu kình có nghĩa là chỗ này mưa dột dữ dội. Thì hồi xưa mình ở dưới quê các bạn, thỉnh thoảng trời mưa lớn đó, có đôi khi cái nóc nhà bị lủng lỗ đó, thì nó sẽ có những cái giọt nước rơi xuống, thì người ta gọi mưa dột là lọt dừa tịch sổi ha. Rồi bây giờ tiếp tục: nhỏ thuốc đau mắt thì chúng ta nói như thế nào? Nhỏ thuốc đau mắt thì sẽ là tịch ngạn giọt sổi. Tịch có nghĩa là nhỏ giọt phải không nào? Thì tịch ngạn giọt sổi, ngạn giọt sổi là thuốc đau mắt. Chúng ta cùng nhau đọc lại: tịch ngạn giọt sổi. Tịch ngạn giọt sổi có nghĩa là nhỏ thuốc đau mắt. Thí dụ như chúng ta muốn nói là anh giúp tôi nhỏ thuốc đau mắt thì chúng ta nói như thế nào? Anh giúp tôi nhỏ thuốc đau mắt. Thì chúng ta muốn nhờ ai đó giúp mình nhỏ thuốc đau mắt, nói như thế này: lấy bón ngọ tịch ngạn giọt sổi. Lấy bón ngọ tịch ngạn giọt sổi. Thì lấy bón ngọ có nghĩa là anh giúp tôi, bón là giúp, lấy bón ngọ là anh giúp tôi. Giúp tôi làm gì? Tịch ngạn giọt sổi. Tịch ngạn giọt sổi có nghĩa là nhỏ thuốc đau mắt. Lịch sự thì thêm vào chữ mùm cói. À, lấy bón ngọ tịch ngạn giọt sổi mùm cói, hay là mùm cói lấy bón ngọ tịch ngạn giọt sổi. Còn nếu như chúng ta không văn chương dài dòng thì chúng ta nói lấy bón ngọ tịch ngạn giọt sổi cũng là đầy đủ, cũng là ok. Rồi tiếp tục: từ vựng sổi chăm. Sổi chăm thì sổi là nước, chăm là ngập. Sổi chăm là nước ngập ha. Sổi chăm có nghĩa là nước ngập. Mình ví dụ chỗ này mưa nước ngập dữ dội thì chúng ta nói như thế này: ní tù lọt dựa sủi châm hữu kình. Ní tù lọt dựa sủi châm hữu kình thì hữu kình giải thích rồi, có nghĩa là dữ dội. Ní tù là chỗ này, lọt dựa là trời mưa, sủi châm là nước ngập. Chúng ta cùng nhau đọc lại: ní tù lọt dựa sủi châm hữu kình. Ní tù lọt dựa sủi châm hữu kình có nghĩa là chỗ này mưa nước ngập dữ dội. Bây giờ chúng ta muốn nói cái gì đó dùng hết ha, thì chúng ta sẽ dùng một cái từ, xong rồi chúng ta thêm vào ở phía sau là sai, có nghĩa là hết. Mình thí dụ dùng sai có nghĩa là dùng hết. Dùng sai có nghĩa là dùng hết. Mình ví dụ tiếp: xài hết là dùng sai ha. Dùng sai là xài hết hay dùng hết. À, ví dụ khác: hết trơn thì chúng ta nói là mụ sai. Mụ sai có nghĩa là hết trơn. Nói hết là cỏn sai. Cỏn sai là nói hết. Cỏn là nói, sai là hết. Cỏn sai là nói hết. Hay là khô hết thì sẽ là cón sai. Cón là khô. Cón sai là khô hết. Hay bây giờ chúng ta nói ăn hết. Ăn hết thì sẽ là xịt sai. Xịt sai thì xịt là ăn, xịt sai là ăn hết. Hay là bán hết thì chúng ta nói là mài sai. Mài là bán, mài sai là bán hết. Hay là bây giờ chúng ta nói uống hết thì sẽ là dẫm sai. Dẫm sai có nghĩa là uống hết, bởi vì dẫm là uống, dẫm sai là uống hết. Rồi bây giờ từ vựng sắp. Sắp có nghĩa là ước,
phải không nào? Con có nghĩa là khô, thì sắp có nghĩa là ướt. Mình thí dụ, ướt hết cái bàn luôn rồi. Chúng ta muốn nói ướt hết cái bàn luôn rồi thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Sình chán thổi sắp sai, sình chán thổi sắp sai. Thì sắp sai là ướt hết phải không nào? Thì sình chán thổi có nghĩa là ướt hết cái bàn luôn rồi. Sình chán thổi có nghĩa là cả một cái chán thổi, cả một cái bàn. Sình chán thổi sắp sai có nghĩa là ướt hết cái bàn luôn rồi. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói tương tự, ướt hết cả mình luôn rồi, có nghĩa là cái mình của mình á bị ướt hết, thì chúng ta nói là sình sánh sắp sai là, sình sánh sắp sai là. Thì sánh có nghĩa là sánh thảy là thân thể phải không nào? Sắp sai có nghĩa là ướt hết, sắp sai la có nghĩa là ướt hết rồi. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Sình sánh sắp sai la, sình sánh sắp sai la có nghĩa là ướt hết cả mình luôn rồi. Thí dụ như chúng ta đi đâu đó mắc mưa nè ha, chúng ta bị ướt mình, hay là chúng ta đổ mồ hôi, chúng ta cũng có thể nói là ướt mình ha. Có khi mồ hôi ra nhiều quá, nóng nực quá, sình sánh tú sắp sai, sình sánh sắp sai, sình sánh sắp sai la có nghĩa là ướt hết cả mình luôn rồi. Rồi bây giờ từ vựng bún hôi. Bún hôi có nghĩa là chuyển qua hay là chuyển đi. Bún có nghĩa là chuyển ha. Bún hôi có nghĩa là chuyển qua hay là chuyển đi. Mình thí dụ cửa hàng chúng tôi chuyển đi trung tâm thành phố. Chúng ta nói như thế này. Ngọ tì cán phô bún hôi xị chúng sắm. Ngọ tì cán phô bún hôi xị chúng sắm. Thì xị chúng sắm có nghĩa là trung tâm thành phố ha. Xị chúng sắm. Chúng sắm có nghĩa là trung tâm. Xị là sình xị. Xị chúng sắm có nghĩa là trung tâm thành phố. Bún hôi là chuyển đi. Cánh phô. Cánh phô có nghĩa là cửa hàng. Ngọ tì là chúng tôi. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ tì cánh phô. Bún hôi xị chúng sắm. Ngọ tì cánh phô. Bún hơi xị chúng sắm có nghĩa là cửa hàng chúng tôi chuyển đi trung tâm thành phố. Rồi bây giờ từ vựng hữu tung a. Hữu tung a có nghĩa là lạnh quá đi. Chúng ta muốn nói lạnh quá đi thì sẽ là hữu tung a. Hữu tung a thì tung là lạnh, hữu tung là rất lạnh. Hữu tung a có nghĩa là lạnh quá đi. Hữu tung a, hữu tung a. Rồi bây giờ tả lạng chanh. Tả lạng chanh có nghĩa là gì? Tả lạng chanh có nghĩa là run người hay là rùng mình. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Tả lạng chanh. Tả lạng chanh có nghĩa là run người hay là rùng mình. Mình thí dụ lạnh đến run người luôn thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Tung tu tả lạng chanh. Tung tu tả lạng chanh. Thì tung tu có nghĩa là lạnh đến. Tung là lạnh, tu là đến. Tung tu là lạnh đến. Tả lạng chanh là run người. Tung tu tả lạng chanh. Tung tu tả lạng chanh có nghĩa là lạnh đến run người luôn. Rồi tiếp tục từ vựng bả ngát. Bả ngát có nghĩa là chắc chắn, có nghĩa là cái gì đó chúng ta nắm chắc trong tay ha. Chúng ta có bả ngát. Bả ngát có nghĩa là chắc chắn. Cùng nhau đọc lại. Bả ngát. Bả ngát có nghĩa là chắc chắn. Rồi mình thí dụ, bạn có chắc chắn làm được không đó? Thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Người Hồng Kông nói như thế này. Lị dậu mụ bả ngát trù tắc tô a. Lị dậu mụ bả ngát trù tắc tô a. Có nghĩa là bạn có chắc chắn làm được không đó? Lị là bạn. Dậu mụ. Dậu mụ đây là câu hỏi có không. Dạo mụ đây là câu hỏi có không, bây giờ có cái gì đó không. Bả ngát là chắc chắn, trù là làm, tắc là được. Trù tắc tu nói chung có nghĩa là làm được. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Lị dạo mụ bả ngát trù tắc tu a. Lị dạo mụ bả ngát trù tắc tu a có nghĩa là bạn có chắc chắn làm được không đó. Rồi nếu như mà chúng ta chắc chắn thì chúng ta nói ngọ dạo bả ngát, hay dài dòng hơn nữa, ngọ dậu bả ngát trù tắc tô a. Ngọ dậu bả ngát
chồ tắc tô a, hay là ngọ dậu bả ngát, đều có nghĩa là tôi chắc chắn hay là tôi chắc chắn làm được. Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng ta nói là chúng ta không chắc chắn làm được đâu. Thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Ngọ mụ bả ngát chồ tắc tô. Ngọ mụ bả ngát chồ tắc tô. Thì chồ tắc tô là làm được. Bả ngát là chắc chắn. Mụ, mụ là không có. Mụ là không có. À, ngọ là tôi. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ mụ bả ngát chồ tắc tô a. Ngọ mụ bả ngát chồ tắc tô a. Có nghĩa là tôi không có chắc chắn làm được đâu. Hay là đơn giản chúng ta nói là ngọ mụ bả ngát, ngọ mụ bả ngát, ngọ mụ bả ngát, có nghĩa là tôi không có chắc chắn điều được. Cái gì chúng ta không có chắc chắn làm được thì chúng ta cứ nói ngọ mụ bả ngát, hay là ngọ mụ bả ngát chồ tắc tô điều được. Nói dài nói ngắn thì người ta cũng hiểu, nhưng mà nhớ ngắt giọng cho đúng. Rồi bây giờ tiếp tục. Từ vựng po hạ hoành hy. Po hạ hoành hy có nghĩa là hên xui thôi, hay là thử vận may. Po hạ hoành hy, po hạ hoành hy. Mình thí dụ, chúng tôi mua vé số thử vận may thì nói như thế nào? Nói như thế này. Ngọ tì mại chổi piêu po hạ hoành hy. Ngọ tì mại chổi piêu bọt hạ hoành hy. Thì bọt hạ hoành hy là thử vận may. Chổi phiêu là vé số, mại là mua. Ngọ tì mại chổi phiêu bọt hạ hoành hy có nghĩa là chúng tôi mua vé số thử vận may. Các bạn có còn nhớ chổi phiêu ở Hồng Kông người ta còn gọi là gì không nè? Chổi phiêu còn có nghĩa là lục hợp chổi. Lục hợp chổi, các bạn không nhớ thì lấy giấy viết ra ghi lại. Lục hợp chổi là người Hồng Kông người ta thường dùng để nói về vé số. Ở những nơi khác á, thì người ta có thể dùng là chổi piêu ha. Ở Hồng Kông cũng được, nhưng mà ở Hồng Kông người ta thường dùng là lục hợp chổi. Mình nhắc lại cho các bạn. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói để tôi thử xem sao, chúng ta muốn nói cái gì đó để tôi thử xem sao thì nói như thế này. Tẳng ngọ si dắt si thảy hạ tiểm. Tẳng ngọ si dắt si thảy hạ tiểm. Tẳng ngọ có nghĩa là để tôi. Tẳng là để, ngọ là tôi. Tẳng ngọ là để tôi. Si dắt si có nghĩa là thử ha. Thử si dắt si có nghĩa là thử. Thảy hạ tiểm là xem sao. Thảy hạ tiểm là xem sao. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Tẳng ngọ si dắt si thảy hạ tiểm. Tẳng ngọ si dắt si thảy hạ tiểm có nghĩa là để tôi thử xem sao. Rồi tiếp tục. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn hỏi là bạn xong chưa vậy thì chúng ta nói như thế nào? Bạn xong chưa vậy? Bạn làm xong chưa vậy? Chúng ta hỏi như thế này. Lị cảo tìm mì a. Lị cảo tìm mì a. Thì cảo tìm có nghĩa là xong, mì là chưa. Cùng nhau đọc lại. Lị cảo tìm mì a. Lị cảo tìm mì a. Bạn làm xong chưa vậy? Rồi, thí dụ như chúng ta nói làm xong thì sẽ là ngọ cảo tìm. Ngọ cảo tìm là tôi làm xong. Còn nếu như mà tôi vẫn chưa xong, tôi vẫn chưa làm xong đó, thì là ngọ trùng mì cảo tìm. Ngọ trùng mì cảo tìm. Thì cảo tìm là xong phải không nào? Cảo tìm là làm xong hay là xong. Trùng mì có nghĩa là vẫn chưa. Ngọ là tôi. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ trùng mì cảo tìm. Ngọ trùng mì cảo tìm. Tôi vẫn chưa làm xong hay là tôi vẫn chưa xong. Ngọ cảo tìm. Ngọ cảo tìm có nghĩa là tôi làm xong. Rồi bây giờ thí dụ chúng ta muốn nói tôi chuẩn bị tới rồi đó ha. Thí dụ như mình muốn thông báo cho bạn mình biết đó là tôi chuẩn bị tới rồi đó, thì chúng ta nói như thế này. Ngọ chuẩn bị tu la. Ngọ chuẩn bị tu la. Ngọ là tôi. Chuẩn bị là chuẩn bị. Chuẩn bị là chuẩn bị. Tu là đến. Tu la có nghĩa là tới rồi đó. Khi mà chúng ta nói chúng ta tới rồi đó, tu la tu la tu la tu la có nghĩa là tới rồi đó. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ chuẩn bị tu la.
Ngọ chuẩn bị tu la, tôi chuẩn bị tới rồi đó. Hay là chúng ta nói về số nhiều thì là ngọ tỳ chuẩn bị tu la, ngọ tỳ chuẩn bị tu la, có nghĩa là chúng tôi chuẩn bị tới rồi đó. Rồi hay là chúng ta muốn nói tôi sắp sửa tới rồi đó, chưa tới, sắp sửa tới thôi. Thì chúng ta nói như thế này, ngọ chầu phai tu la, ngọ chầu phai tu la, ngọ là tôi, chầu phai có nghĩa là sắp sửa, tu là đến. À, ngọ chầu phai tu la, ngọ chầu phai tu la có nghĩa là tôi sắp sửa tới rồi đó. Rồi, bây giờ sắp sửa khi nào tới? Chúng ta hỏi, khi nào tới? Kỷ xì tu sắp sửa tới. Bây giờ chúng ta hỏi người ta, hỏi họ, kỷ xì tu khi nào tới? Thì kỷ xì là khi nào, tu là tới hay là đến. Kỷ xì tu chúng ta muốn hỏi ai đó khi nào tới thì sẽ là kỷ xì tu. Rồi tiếp tục, chúng ta muốn nói khoảng chừng 15 phút nữa thì chúng ta nói như thế này, tài giờ sập phánh chúng hầu lá, tài giờ sập phánh chúng hầu lá. Thì tài giờ có nghĩa là khoảng chừng, sập phánh chúng thì phánh chúng là phút, sập có nghĩa là 15, sập phánh chúng có nghĩa là 15 phút, hầu là sao. Chúng ta cùng nhau đọc lại cả câu, tài giờ sập phánh chúng hầu lá, tài giờ sập phánh chúng hầu lá có nghĩa là khoảng chừng 15 phút sau nữa. Hay chúng ta có thể nói cách khác như thế này, lúc đó mình có chia sẻ rồi là sám co chì là 15 phút phải không nào. Sám co chì là 15 phút bởi vì mỗi 1 năm phút là người ta tính dách co chì. Bây giờ sám co chì thì chúng ta phải nhân cho sám là 15 phải không nào. Thì 15 phút là sám co chì. Chúng ta cùng nhau đọc lại, tài giật sám co chì thím lá, tài giật sám co chì thím lá. Thì thím lá có nghĩa là thêm nữa đó ha, thím lá có nghĩa là thêm nữa. Tài giật sám co chì thím lá, tài giật sám co chì thím lá có nghĩa là khoảng chừng 15 phút nữa. Rồi thì chúng ta muốn nói là bạn chuẩn bị đi là vừa thì chúng ta nói như thế nào? Người Hồng Kông nói như thế này, lì chuẩn bị tiền chào chám đó là, lì chuẩn bị tiền chào chám đó là. Thì chám đó ở đây nó có nghĩa là vừa. Ngoài ra chám đó có nghĩa là cũng sắp xong ha, cũng sắp ok, cũng sắp xong có nghĩa là chám đó là. Rồi chào có nghĩa là thì hay là chuẩn bị là chuẩn bị tiền có nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng ha, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị trước. Lệ là bạn. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Lệ chuẩn bị tiền chào cha đó là. Lệ chuẩn bị tiền chào cha đó là. Bạn chuẩn bị đi là vừa. Rồi tiếp tục, chúng ta muốn nói được rồi thì sẽ là tắc la có nghĩa là được rồi. Bây giờ từ vựng chúng lần. Chúng lần có nghĩa là tắm có nghĩa là chúng lần. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói bây giờ tôi đi tắm thì chúng ta nói là ngọ gì cá hồi chúng lần. Ngọ gì cá hồi chúng lần, ngọ là tôi, gì cá là bây giờ, hồi là đi, chúng lần là tắm, hồi chúng lần là đi tắm. Lì hồi biến tù, bạn đi đâu đó. Ngọ hồi chúng lần có nghĩa là tôi đi tắm. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại, ngọ gì cá hồi chúng lần, ngọ gì cá hồi chúng lần. Rồi tiếp tục, tắm xong thì sau đó thay quần áo. Chúng ta nói như thế này, nhìn hầu quần xám. Nhìn hầu quần xám thì quần xám là thay quần áo, quần là thay đổi, quần xám là thay quần áo, nhìn hầu là sau đó. Cùng nhau đọc lại, nhìn hầu quần xám. Nhìn hầu quần xám là sau đó thay quần áo ha, đi chơi hẹn hò thì phải thay quần áo cho đẹp phải không nào. Rồi tiếp tục, chúng ta muốn nói không để cho bạn như thế nào đó thì chúng ta nói như thế nào. Muội lèn lệ tút tút, muội lèn lệ, muội lèn lệ có nghĩa là không để cho bạn. Muội có nghĩa là không để, lèn lình có nghĩa là làm cho bạn phải không nào. Lình có nghĩa là làm cho, lệ là bạn.
Muội lèn lị có nghĩa là không để cho bạn, không làm cho bạn như thế nào đó thì chúng ta nói ra. Rồi tiếp tục chúng ta muốn nói chúng tôi không để cho bạn đợi lâu thì chúng ta nói như thế nào? Người Hồng Kông nói như thế này: ngọ tì muội lèn lị tẳng hủ lòi. Ngọ tì muội lèn lị tẳng hủ lòi thì ngọ tì là chúng tôi, muội lèn lị có nghĩa là không để cho bạn như thế nào, tẳng hủ lòi thì tẳng hủ lòi có nghĩa là đợi lâu ha, tẳng hủ lòi có nghĩa là lâu, tẳng hủ lòi có nghĩa là chờ đợi rất lâu hay là rất lâu, tẳng hủ lòi. Chúng ta cùng nhau đọc lại: ngọ tì muội lèn lị tẳng hủ lòi, ngọ tì muội lèn lị tẳng hủ lòi, chúng tôi không để cho bạn chờ đợi lâu. Hay là bây giờ chúng ta muốn nói tôi không để cho bạn chịu thiệt thòi, tôi không để cho bạn chịu thiệt thòi. Người Hồng Kông nói như thế này: ngọ muội lèn lị xịt tẩy, ngọ muội lèn lị xịt tẩy thì xịt tẩy ở đây có nghĩa là chịu thiệt thòi. Ngọ là tôi, muội lèn lị có nghĩa là không để cho bạn. Chúng ta cùng nhau đọc lại: ngọ muội lèn lị xịt tẩy, ngọ muội lèn lị xịt tẩy có nghĩa là tôi không để cho bạn chịu thiệt thòi. Rồi tiếp tục, hay là chúng ta muốn nói tôi không để cho bạn khó xử thì chúng ta nói như thế nào? Tôi không để cho bạn khó xử nói như thế này: ngọ muội lèn lị làn trầu, ngọ muội lèn lị làn trầu thì làn trầu có nghĩa là khó xử, cái vấn đề gì đó khó làm. Lị là bạn ha, ngọ lèn lị là tôi làm cho bạn, ngọ muội lèn lị có nghĩa là tôi không làm cho bạn hay là tôi không để cho bạn, làn trù là khó xử. Chúng ta cùng nhau đọc lại: ngọ muội lèn lị làn trù, ngọ muội lèn lị làn trù có nghĩa là tôi không để cho bạn khó xử. Thì có những người bạn như thế này thì cũng rất là chí lý ha các bạn, bởi vì lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết. Rồi thí dụ như là bây giờ chúng ta muốn hỏi bạn tới lâu chưa thì hỏi như thế này: lị tu chỗ hủ lòi. Lị tu chỗ hủ lòi thì lị là bạn, tu chỗ là đã tới, hủ lòi là rất lâu. Lị tu chỗ hủ lòi, lị tu chỗ hủ lòi, bạn tới lâu chưa, bạn tới lâu rồi hả, lị tu chỗ hủ lòi. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói tôi cũng vừa mới tới thôi thì chúng ta nói như thế này: ngọ tố hài ngám ngám tù ché, ngọ tố hài ngám ngám tù ché thì ngọ tố hài có nghĩa là tôi cũng là, ngọ là tôi, tú là cũng, hài là ngám ngám, ngám ngám có nghĩa là mới vừa, tu là đến, ché ở đây có nghĩa là thôi. Chúng ta cùng nhau đọc lại: ngọ tố hài ngám ngám tù ché, ngọ tố hài ngám ngám tù ché hay là ngọ tố hài ngám ngám tù đều được, chúng ta bỏ đi chữ ché cũng được. Ngọ tố hài ngám ngám tù hay là ngọ tố hài ngám ngám tù ché đều có nghĩa là tôi cũng mới vừa tới, tôi cũng mới vừa tới thôi. Rồi thí dụ như chúng ta muốn khen bạn mình là bạn cũng đúng giờ lắm thì chúng ta nói như thế này: lị tố hữu chuẩn xì vô, lị tố hữu chuẩn xì hay là lị tố hữu chuẩn xì vô đều có nghĩa là bạn cũng đúng giờ lắm hay là bạn cũng đúng giờ lắm đó. Thì lị là bạn, tú là cũng, hữu chuẩn xì là rất đúng giờ hay là đúng giờ lắm. Chúng ta cùng nhau đọc lại: lị tố hữu chuẩn xì, lị tố hữu chuẩn xì vô đều được, bạn cũng đúng giờ lắm. Rồi hay là chúng ta tự nói như thế này, còn phải nói sao ha, mình là đương nhiên là đúng giờ rồi ha, cái mình nói là còn phải nói sao, chung sấy cỏn kẻ, chung sấy cỏn kẻ, chung sấy cỏn kẻ có nghĩa là còn phải nói sao, to lúc nào cũng đúng giờ mà, chung sấy cỏn kẻ còn phải nói sao. Rồi bây giờ thí dụ chúng ta muốn nói là tôi lúc nào cũng rất đúng giờ mà thì chúng ta nói là ngọ bách lấu tú cầm chuẩn xị cà la, ngọ bách lấu tú cầm chuẩn xị cà lá thì ngọ là tôi, bách lấu tú có nghĩa là lúc nào cũng,
bắt láu tú, có nghĩa là lúc nào cũng cũng như thế nào, câm chuẩn xì là rất đúng giờ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại: ngọ bắt láu tú câm chuẩn xì, ngọ bắt láu tú câm chuẩn xì cà lá, có nghĩa là tôi lúc nào cũng rất đúng giờ, tôi lúc nào cũng rất đúng giờ mà. Rồi tiếp tục, bạn cũng vậy mà, chúng ta nói bạn mình khen mình là đúng giờ ha, cái mình nói lại là lì tố hài ché, lì tố hài ché có nghĩa là bạn cũng vậy mà, lì tố hài ché, lì là bạn, tố là cũng, hay là lì tố hài hay là lì tố hài ché đều có nghĩa là bạn cũng vậy hay là bạn cũng vậy mà. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là bây giờ chúng ta đi uống quán nào đây ha, hẹn hò nhau thì bây giờ đi đâu ăn uống đây. Dí cá ngọ tỳ hơi biến cánh dẫm, dí cá ngọ tỳ hơi biến cánh dẫm thì dí cá có nghĩa là bây giờ, dí cá gì cá đều được ha, dí cá hay là gì cá đều có nghĩa là bây giờ. Ngọ tỳ hơi là chúng ta đi, đi đâu, biến cánh là quán nào, dẫm là uống, biến cánh dẫm có nghĩa là uống quán nào. Chúng ta cùng nhau đọc lại: dí cá ngọ tỳ hơi biến cánh dẫm, dí cá ngọ tỳ hơi biến cánh dẫm có nghĩa là bây giờ chúng ta đi uống quán nào. Rồi hay là chúng ta muốn nói vẫn chỗ cũ chứ hả, vẫn chỗ cũ chứ hả, thì cái nơi mà chúng ta đã thường hẹn hò với nhau đó, chúng ta thường hẹn hò hay là thường hẹn bạn bè đi đến một cái nơi nào đó mà người ta gọi là cái chỗ cũ đó ha, thì chỗ cũ người ta gọi là lụ tỳ phón, tú hài lụ tỳ phón, tú hài lụ tỳ phón có nghĩa là vẫn chỗ cũ chứ, vẫn chỗ cũ chứ hả, lụ tỳ phón. Rồi rồi thí dụ như là bây giờ chúng ta muốn hỏi bạn dự định khi nào lấy vợ, bạn dự định khi nào cưới vợ, thì chúng ta sẽ hỏi là lỵ tả xuyên kỷ xì chổi lụ pò, thì lỵ là bạn, tả xuyên là dự định, kỷ xì là khi nào, chổi có nghĩa là lấy ha, chổi có nghĩa là lấy, lụ pò là vợ, chổi lụ pò có nghĩa là lấy vợ hay là cưới vợ. Chúng ta cùng nhau đọc lại: lỵ tả xuyên kỷ xì chổi lụ pò, lỵ tả xuyên kỷ xì chổi lụ pò có nghĩa là bạn dự định khi nào lấy vợ. Rồi thí dụ như chúng ta có kế hoạch là tôi dự định tháng 9 năm nay kết hôn, thì chúng ta sẽ nói là ngọ tả xuyên cấm niển cậu duyệt kịch phánh, ngọ tả xuyên cấm niển cậu duyệt kịch phánh, thì kịch phánh có nghĩa là kết hôn, cậu duyệt là tháng 9, cấm niển là năm nay, tả xuyên là dự định. Chúng ta cùng nhau đọc lại: ngọ tả xuyên cấm niển cậu duyệt kịch phánh, ngọ tả xuyên cấm niển cậu duyệt kịch phánh, tôi dự định tháng 9 năm nay kết hôn. Rồi thí dụ như là bây giờ chúng ta muốn hỏi bạn dự định khi nào lấy chồng, thì chúng ta nói như thế này, hỏi như thế này: lỵ tả xuyên kỷ xì ca lụ cúng, lỵ tả xuyên kỷ xì ca lụ cúng, thì ca lụ cúng có nghĩa là lấy chồng hay là gả chồng. Chúng ta cùng nhau đọc lại: lỵ tả xuyên kỷ xì ca lụ cúng, lỵ tả xuyên kỷ xì ca lụ cúng có nghĩa là bạn dự định khi nào lấy chồng. Rồi bây giờ chúng ta muốn trả lời tôi dự định ở giá không lấy chồng, thì chúng ta nói như thế này: ngọ tả xuyên xó hỷ ùm ca, ngọ tả xuyên xó hỷ ùm ca, thì ngọ tả xuyên có nghĩa là tôi dự định như thế nào, xó hỷ ùm ca có nghĩa là ở giá không lấy chồng, xó. Rồi tiếp tục từ vựng: mù lùn tiểm, mù lùn tiểm đồng nghĩa với lại mù lùn dừ hò, có nghĩa là dù sao đi nữa. Cùng nhau đọc lại: mù lùn tiểm hay là mù lùn dừ hò có nghĩa là dù sao đi nữa. Thí dụ chúng ta muốn nói là mù lùn tiểm ngọ tú diêu tó chè lị, mù lùn tiểm ngọ tú diêu tó chè lị có nghĩa là dù sao đi nữa tôi cũng phải cảm ơn bạn, mù lùn tiểm có nghĩa là dù sao đi nữa, ngọ tú diêu là tôi cũng phải, tó chè lị là cảm ơn bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa: mù lùn tiểm ngọ tú diêu tó chè lị hay là mù lùn dừ hò
Ngọ, Tú, Diêu, Tó, Chè, Lị. Rồi, thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình. Thì mình chúc cho các bạn luôn có nhiều niềm vui trong tham khảo tiếng Quảng. Trân trọng và hẹn gặp lại. Tó Chè tài cá sáu thảy.